6 giờ sáng xe cũng vừa đến Kyoto. Tối qua thì mình đã có một đêm không thẳng dắt trên chuyến xe dừng rất là nhiều trạm với hành trình gần 500 cây số từ Tokyo cho tới Kyoto. Và điểm cuối hành trình của chiếc xe này là ở Osaka. Một trong những hãng xe có tiếng tại Nhật Bản mà du khách hay đi để có thể tiết kiệm do chi phí đi tàu cao tốc quá mắc, đó chính là VIP Liners. Và để đặt được vé xe thì các bạn có thể xem ở trong phần mô tả của video này, mình có để đường link để các bạn có thể đặt chuyến xe dễ dàng. Ở đây có máy cà phê miễn phí và trà miễn phí nữa nha. Và bên này là cái máy súp miso miễn phí luôn. Không yên, mọi người tự bỏ cái ly của mình vào. Còn đây là cà phê miễn phí gì đây, có 4 loại nóng và có nóng với lạnh. Còn đây là phòng chờ trước khi lên xe, có phòng trang điểm cho nữ và phòng thay đồ nữa ở bên này đây. Rất là thú vị. Mình vừa đến gần Kyoto. Mọi người nhớ là ở cái VIP Liner này, cái trạm xe buýt, cái hãng xe buýt này thì họ sẽ cho bạn sử dụng những cái phòng như thế này, miễn phí, giống như phòng VIP vậy đó. Thiết kế cũng rất là đẹp, mọi người có thể vào đây nghỉ ngơi. Người ta gọi Kyoto là cố đô, bởi nơi này từng là kinh đô của Nhật Bản, một vùng đô thị thuộc vùng Kansai. Kyoto trong tiếng Việt được dịch ra đơn giản nghĩa là kinh đô. Trước khi Nhật dời thủ đô sang Tokyo, Kyoto trước đó được xây dựng theo hình mẫu của thành Trường An nhà Đường. Người dân Kyoto có thể ganh tị với thành phố Osaka hay Tokyo ở gần đó về sự hiện đại và nhịp sống kinh tế phồn vinh. Tuy nhiên, họ lại có thể tự hào về nhịp sống hết sức tinh tế, nét kiến trúc cổ kính, chất giọng nhịp nhàng và bản sắc đậm nét của mình. Ngay chính cả nước Mỹ, trong chiến tranh thế giới lần 2 đã quyết định không thả bom nguyên tử xuống nơi này, chỉ vì sợ tàn phá vẻ đẹp của vùng đất kinh kỳ. Và nếu có ai đó hỏi Fahoka rằng nơi nào mình thích nhất tại Nhật Bản thì có lẽ xin trả lời đó là Kyoto, nơi mà bạn có thể nhìn ngắm những thiếu nữ trong chiếc áo yukata và đôi guốc gỗ đi dạo phố. Những chiếc xe người kéo đưa bạn đến những con hẻm nhỏ yên tĩnh và trầm lắng, đậm chất ngõ phố kiểu Nhật Bản. Hay là những lối đi trong phố cổ có thể khiến bạn phải tốn hàng giờ để tản bộ và khám phá dần lối sống tối giản của người Nhật. Kyoto là một trong số ít những thành phố được bảo tồn tốt nhất tại Nhật Bản, bao gồm các hoàng cung, vườn thủ nguyễn và những kiến trúc cổ gồm chùa đền và phủ trấn, bởi nơi này từng hơn 1.000 năm là kinh đô của xứ Phù Tang. Kyoto có 4 mùa đậm nét, trong đó mùa hoa anh đào và mùa thu lá đỏ thu hút một lượng lớn du khách đến ngắm cảnh. Và trong vlog Kyoto lần này, mời mọi người cùng đến thưởng ngoạn những địa danh nổi tiếng bậc nhất như là chùa Kizomizu, cổ trấn Kyoto, con đường triết học, chùa vàng Kinkakuji, rừng trúc và khu Arashiyama. Chào mừng các bạn đã đến Kyoto. Mình vừa tới Kyoto và mình vừa đi taxi và tới khách sạn. Đây là khách sạn của mình, Okinoi, rất là gần với nhà ga Kyoto. Và cũng rất là thuận tiện để đi chơi nữa. Một cái nhà theo kiểu truyền thống của Nhật Bản. Mở làm sao? Reception. Mà vẫn chưa kiếm ra nữa. Đâu rồi? Một con đường rất là im ắng.
So for lock checking. You can check in. We are checking your room now. So just a moment. I think you can use your room soon. Can I have your passport? All of your passports. Đây mọi người nhớ cái chỗ này để lấy phòng khách sạn. Ở bên kia chỉ là chỗ ở thôi, xong đó họ sẽ hướng dẫn đi qua chỗ cái tòa nhà này có cái lồng đèn treo ngoài trước để lấy cái thông tin và lấy cái mã pin á để vào khách sạn. Đây họ đưa cái bảng này. Bây giờ mình phải quay lại cái chỗ đó, cái chỗ khách sạn mới nãy. Nói chung là cũng gần, đi khoảng 5 phút thôi. Password rồi mời vô nhà. Đây là lữ quán mà mình sẽ ở đây 3 ngày 2 đêm tại Kyoto. Nhà ma. Nhà ba không? Phòng khách sạn. Đây là phòng khách sạn. Ngủ ở trên này, họ sẽ quăng những cái này lại, gói đệm đi trang. Ở trong phim Nhật luôn đó. Ngủ ở trên sàn, lót chiếu. Đây mọi người sẽ thấy một cái tủ. Ở trong phim Ma Nhật mình sẽ thấy những cái tủ gì đó, dấu sát trong đây. Tủ kéo của Nhật. Ở đó nhà mình cũng có mấy cửa kéo như vậy nè. Đó vậy thôi, TV gì mình nhỏ xíu mà. Ôi, chúng ta đã đến với chùa Kizomizu rồi. Đây là taxi của mình. Vì cái chùa này nó nằm ở trên một cái ngọn núi, nằm ở trên đồi á, nên nếu mà các bạn đi bộ lên đây cũng khá là đuối. Nên mình đã đi taxi một đoạn nào hay đoạn đó. Và khi tới đây thì mọi người nhớ thuê hay là mua những chiếc sukata hay kimono để mặc cho nó hợp. Bởi vì ở đây có phố cổ rất là đẹp. Đây là nơi mà mọi người có thể thuê kimono tại Kyoto. Đây rất là đông người đang thuê kimono và họ bán rất là nhiều đồ trang trí. Sorry. Chùa Kizomizu là điểm tham quan không ai bỏ lỡ khi đến Kyoto. Đường lên chùa vô cùng nhộn nhịp và tấp nập do có lượng khách tham quan quá trời đông. Tại đây thì sẽ có những cái giải cửa hàng giả cổ, bán đồ lưu niệm và đặc sản Nhật Bản cho du khách. Tới đây thì mọi người sẽ thấy rất đông người mặc áo kimono đi lại lại trên phố. Nhưng mà có lẽ bạn đã nhầm vì có thể tưởng đó là người Nhật. Thật ra thì họ cũng chỉ là du khách như bạn mà thôi. Họ chỉ đi thuê đồ chụp ảnh cho đẹp. Và những người du khách này có thể là họ đến từ Thái, Trung, Việt hoặc đơn thuần chỉ là du khách đi du lịch như bạn thôi. Và nếu bạn đang phân vân không biết là nên mua quà gì dành tặng cho người thân và gia đình thì đây chính là thiên đường để mọi người có thể mua sắm thoải mái với rất nhiều đặc sản và những đồ thủ công mỹ nghệ của Nhật Bản, đặc biệt là của vùng Kyoto này. Trong đó có một loại bánh đặc trưng, đó chính là bánh dẻo. Những cái hàng bánh dẻo luôn được trang trí kiểu truyền thống rất là đẹp, còn có chỗ nghỉ chân và chỗ uống trà cho du khách nữa. Yasuhashi là một món bánh ngọt phổ biến bậc nhất ở Kyoto. Món bánh này thì có một lịch sử rất là lâu, từ tận thế kỷ thứ 15 cho đến nay, và đã luôn gắn bó với người dân Kyoto kể từ đó. Một loại bánh được đặt tên theo người tạo ra nó là một nhạc sĩ. Yasuhashi được làm từ những nguyên liệu có phong vị rất Nhật Bản, làm từ bột nếp, quế đậu đỏ, bột trà xanh, vừng đen, hoa anh đào. Bánh rất là dẻo và mềm như là bánh mochi vậy. Đây, những cái bánh dẻo rất là ngon. Ở đây thì mọi người có thể ăn thử nè. Đi một chồng thôi ăn thử cũng no nè.
Bánh dẻo này là đặc sản của Kyoto đó. Dẻo thơm, họ có rất là nhiều nhân, đậu xanh, quế, mình rất là thích quế, rất là thơm ngon. Hộp họ đóng rất là đẹp, đây là mẫu nè. Và một hộp như vậy thì cơ sở có giá là 600 yên, 120 ngàn tiền Việt. So good. Bạn có biết đây là con gì không? À, đây là một con lửng chó Tanuki. Ở Nhật thì khi thấy biểu tượng này thì bạn biết ngay đó là một quán ăn, nhất là quán mì. Tay nó cầm bình rượu sake. Thú vị là nó có hòn giấy dài và to, là biểu tượng cho sự may mắn và tiền bạc. Không biết mình ngồi dẹp luôn trời. Nó bên Tây Nam mà ngồi dẹp á. Việt Nam là Việt Nam á. Việt Nam à. Đây là một loại bánh quế nướng, người ta sẽ ép nó lại bằng những cái thanh tre để tạo ra hình dáng cong. Và ở đây thì bạn cũng có thể tìm thấy rất nhiều những cái quà lưu niệm khác, đặc biệt là những cái búp bê mặc áo kimono theo kiểu truyền thống của Nhật Bản và những con mèo rất là thế cưng. Bạn phải tốn kha khá thời gian mới đi qua khỏi cái khu mê hồn trận mua sắm, do cái gì cũng đẹp và rất là hay. Và nếu chịu khó đi bộ lên con dốc chút xíu nữa, ở cuối đoạn thì bạn sẽ đến ngôi chùa đỏ Kizomizu, nức danh vùng Kyoto rồi. Kyoto là một nơi mà có rất nhiều đền đài và chùa chiền. Ngoài chùa đỏ thì còn có chùa vàng, chùa bạc, khiến cho bạn phải cúng kiến mệt nghỉ. Bây giờ thì mình đã đến được cái cổng của ngôi chùa Kizomizu, một ngôi chùa rất nổi tiếng và đẹp nhất ở Kyoto. Ở đây thì mọi người thấy là người ta mặc kimono đi tới đi lui quá trời vui nè. Chùa trong tiếng Hán có nghĩa là Âm Vũ Sơn Thanh Thủy Tự. Ngôi chùa này là một phần của di sản văn hóa của cố đô Kyoto theo UNESCO công nhận. Ngôi chùa thì được khởi lập vào khoảng cuối thời kỳ Nara ở Nhật Bản vào năm 778. Và một điểm hết sức đặc biệt về ngôi chùa này đó là không có một chiếc đinh nào được sử dụng trong toàn bộ cấu trúc của ngôi chùa. Kizomizu Dera được lấy tên dựa theo một thác nước đơn lẻ trải ra khỏi ngọn núi gần đó. Trong đó Kizomizu có nghĩa là thanh thủy, một dòng nước trong lành hoặc là dòng nước tinh khiết. Không gian cổ kính của ngôi chùa cộng thêm vô số các bạn trẻ trong trang phục cổ truyền làm cho không khí thêm phần rất trang nghiêm và như đang được sống vào một thời kỳ vàng son của thời Edo Nhật Bản. Một ngôi chùa hơn 1.000 năm tuổi chắc hẳn sẽ có rất nhiều giá trị về tín ngưỡng và văn hóa vô cùng thâm thúy. Ngôi chùa thờ Quan Âm, Thiên Thủ Thiên Nhãn. Chính điện của ngôi chùa rất là cao và có tầm nhìn bao quát khá đẹp, thấy được rừng phong ngút ngàn. Ở Nhật còn có câu nói đó là như nhảy khỏi đài Kizomizu, chỉ sự quyết tâm hành động dù có liều lĩnh. Vì từ thời Edo, nếu ai đó sống sót sau khi nhảy khỏi độ cao 13 mét của chính điện thì người ta cho rằng điều ước của họ sẽ thành sự thật. Thời đó thì đã có hơn 230 người đã nhảy và chỉ có khoảng 85% còn sống. Mạo hiểm quá nên việc này đã bị cấm. Khi tới đây thì bạn cũng đừng có liều lĩnh nha. Cầu nguyện thôi cũng đã mang lại cho các bạn ước muốn rồi. Còn đây chính là thác nước có tên là Otawa, nơi mà ba dòng suối nhỏ sẽ chảy vào một cái ao. Người ta phải xếp hàng đợi đến lượt mình lấy cà hứng nước. Uống nước vào thì sẽ có thể giúp cho các bạn trường thọ, khỏe mạnh và thành công trong học vấn. Không gì là miễn phí cả, uống xong nhớ bỏ thêm đồng 100 yên vào trong thùng tiền nha.
không chỉ có giá trị về mặt tín ngưỡng không đâu, mà ngôi chùa còn là nơi giúp bạn cảm thấy thật là thư giãn khi mà có thể đi qua những khu rừng xanh ngát trong tiếng ve sầu rất là yên tĩnh và nhẹ nhàng. Nếu mọi người có tới ngôi đền Kizomizu thì đừng chỉ đi viếng ngôi đền không, bởi vì xung quanh nó là phố cổ rất là đẹp. Đây là một cái ngôi chùa khác rất là gần, chỉ đi khoảng 500m thôi, 5 phút đi bộ là đến một cái ngôi chùa khác. Tại đây thì sẽ có những cái góc chụp hình cực kỳ đẹp, những cái khu phố trong này đi bộ rất là thích, bởi vì nó vắng vẻ và rất là đặc trưng những khu phố của người Nhật. Rất là thích hợp để mọi người có thể vừa đi dạo vừa ngắm cảnh. Một tháp phù đồ cao 46m và có 5 tầng nằm ở trong lòng phố cổ Kyoto quả là hết sức vi diệu. Xung quanh là các con ngõ rất là đáng yêu, mà rất nhiều người tha hồ đi dạo phố trong trang phục yukata sóng xính, mang điệu cùng với đám bạn. Tại đây thì bạn sẽ thấy được không gian hết sức náo nức và không khí hết sức tươi vui. Và nếu như bạn đang tìm một góc chụp hình ở đâu cho thật ảo diệu và đáng giá tại Kyoto thì xin mách nhỏ luôn, đây chính là một trong những góc chụp hình đẹp nhất tại Kyoto. Mà nếu các bạn theo tour thì tất nhiên là họ sẽ không dắt mọi người tới đây đâu. Một ngôi chùa cũng rất là đẹp. Ở đây thì người ta sẽ treo những cái miếng vải như thế này tròn tròn rất là ngộ và viết điều ước lên đấy, viết tên điều ước và cái ngày tháng năm và treo lên đây. Và một miếng như thế này thì sẽ có giá là 500 yên, là khoảng 100.000 đồng. Ở cái đền thờ này thì họ nói rằng một cái biểu trưng là thờ một cái con khỉ bị trói chân. Bởi vì hình tượng của con khỉ, nếu như mọi người có xem phim Taiyuki thì nó tượng trưng đại diện cho cái bản tánh của con người, lúc nào cũng tham vọng, chúng ta đứng núi này trong núi nọ. Bởi vậy thì cái hình ảnh của con khỉ đó phải bị cột chân lại để giữ cho những cái xáo động trong người của chúng ta nó không chạy tới chạy lui. Và khi đứng ở đây nguyện ước thì có thể là điều ước của bạn sẽ thành sự thật. Đây chính là khu phố cổ Gion, là một khu geisha duy nhất còn sót lại ở Nhật Bản và là khu phố cổ với rất nhiều các con ngõ nhỏ và những ngôi nhà gỗ cũ, những quán trà đạo hay là những nhà hàng rất độc đáo từ thời xa xưa. Vào ngày xưa thì các samurai thường hay lui tới đây để có thể mua vui. Ngày nay thì là địa điểm ưa thích của các doanh nhân thành đạt, là điểm hẹn hò uống bia, thậm chí là cả những khách du lịch. Buổi tối nếu bạn không có kế hoạch đi đâu thì hãy đến với khu Gion, biết đâu thì bạn sẽ bắt gặp một cô nàng geisha đang dạo bước đi phục vụ các lữ khách. Geisha là một nghề truyền thống rất lâu đời ở Nhật Bản, giống như là hát ả đào ở Việt Nam vậy. Nhưng mà các cô geisha còn phải hầu rượu và nói chuyện tâm tình với khách hàng. Vào các tiệm rượu có geisha, khách phải trả rất là nhiều tiền. Ngày nay thì bạn phải trả khoảng 4 triệu đồng cho một bữa ăn và trò chuyện cùng với geisha. Các cô sẽ ngồi chuyện, nói chuyện tiếp khách, pha nước, rót trà, mua vui, làm vừa lòng khách bằng những câu đàn khúc hát. Họ chủ yếu đi làm vào taxi nên rất là khó để có thể bắt gặp. Xuống xe thì các cô đi nhanh chóng vào nhà hàng để tránh những ánh nhìn soi mói từ phía mọi người. Hiện nay thì chỉ còn khoảng 1.000 người làm công việc này thôi. Mình lại liên tưởng đến những cuộc chơi khoái lạc trong các kỷ viện hay là lầu xanh trong các bộ phim cổ trang thời xưa đằng sau những cánh cửa ấy. Buổi tối thì sẽ có rất đông du khách đến Gion để có thể săn hình những cô nàng geisha độc đáo này. Rất đẹp, phải nói là rất đẹp cái khu phố cổ này ở Kyoto. Cảm thấy giống như là quay lại cách đây mấy trăm năm, 500-600 năm trước.
Nè, mọi người thấy cái khu phố cổ hả? Họ làm toàn là phố đi bộ. Và những cái vách gỗ như thế này cực kỳ đẹp. Và rất đông bạn mặc đồ kimono. Đúng chất cổ ha. Rất êm, tới đây chụp hình là hết sảy. Sau khi đi tham quan cái khu phố cổ của Kyoto là có ngôi chùa Kizumizu, thì mọi người có thể bắt xe buýt số 100 để đi đến con đường triết học. Một cái con đường rất là nên thơ và là nơi đẹp nhất ở Kyoto để ngắm mùa thu lá đỏ và mùa xuân của hoa anh đào. Nhưng mà mùa hè thì như thế nào cũng không biết, chắc là lá xanh thôi. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong để xem là vì sao nó được gọi là con đường triết học và nó lại nổi tiếng như vậy tại Kyoto. Con đường triết học hay còn gọi là con đường thông thái. Mình nghe nói mọi người ở trên mạng đồ đồn nhau là con đường này rất là đẹp. Nhưng mà chắc có lẽ là mình đi lộn mùa rồi, nên nó chỉ có vậy thôi. Mùa thu và mùa xuân nó sẽ đẹp hơn. Trời, nước trong dữ trời. Trong dữ thần. Đây là con đường ở dưới chân núi Higashiyama. Ở hai bên con kênh có trồng rất là nhiều cây hoa sakura, dạng vòng cong nhẹ. Vào mùa hoa sakura thì nở rộ. Con đường giống như là một đường hầm của hoa anh đào. Trong thời kỳ Minh Trị thì con đường này từng được gọi là con đường của các văn nhân. Nhưng mà sau đó nhà triết học Nishida Ikutaro đã tản bộ trên con đường này mỗi ngày và nó được đổi tên thành con đường triết học hay là con đường tư duy. Ở đây thì mọi người có thể thuê xe đạp để chạy. Mình thấy nhiều bạn tay chạy xe lắm. Và rất nhiều những con quạ có cái miệng như cái bô kêu quạc quạc. Cảnh ở Nhật Bản rất là thanh bình, nhẹ nhàng. Rất là thích. Đây là con đường đi vào chùa vàng có tên là Kenpuji. Một ngôi chùa rất là nổi tiếng vì được màu vàng rất là nổi bật. Nằm ở trên một cái con hồ và xung quanh là một công viên bonsai rất là đẹp của Nhật Bản. Vào mùa thu thì con đường này cực kỳ đẹp bởi vì toàn là lá phong màu đỏ và màu vàng. Mình đã ở đây cách đây khoảng hơn 3 năm rồi, bây giờ mình quay lại. Đây là bản đồ. Thật ra ngôi chùa này cũng không quá lớn đâu, mà chỗ tham quan chính đó chính là chùa Kenkuji. Đây, ngôi chùa vàng rất là nổi tiếng. Ngôi chùa được dát vàng từng bị cháy, bây giờ đã khôi phục lại và trở thành điểm thu hút bậc nhất ở Kyoto. Ở đây thì cũng khá là nhỏ, khuôn viên chắc đi chừng 5 phút là mọi người đã tham quan xong. Cũng ở đâu vào trong cái chùa được đâu, mà đứng ở ngoài nhìn như thế này. Thấy ngôi chùa rất là nhỏ ha. Ở xung quanh là một cái vườn ngự quyển với những cái cây bonsai và có cây bạch quả nè. Những cây thông bonsai cực kỳ đẹp, quá thanh tao. Kim Cát Tự là một ngôi chùa giác vàng lá nằm trong di sản văn hóa cố đô của Kyoto. Ngôi chùa soi bóng xuống ao gương, cảnh trí rất đẹp, là sự đồng nhất giữa gác, ao, vườn và lối đi, có tiếng là rất đậm chất mỹ thuật. Đây là điểm tham quan nổi tiếng tại Kyoto nhưng mà lại nằm khá là xa trung tâm, nên các bạn phải đi khoảng hơn 20 phút bằng xe buýt. Đây là ngôi chùa thuộc dòng Lâm Tế Tông, được xây vào năm 1397. Vì bị cháy rất là nhiều lần nên người ta đã phải đặt trên đỉnh một con chim hoàng phượng với đôi cánh thiên có thể trấn giữ hỏa thiêu. Bây giờ thì mình sẽ đi qua một cái khu rừng trúc. Bây giờ thì mình sẽ đi cái này gọi là gì? Đường ray ở trên mặt đất, không phải là tàu điện mà cái này nó cổ rồi. Mình sẽ đến cái vườn trúc rất là tiếng ở Kyoto, có tên là Arashimaya. Đây mọi người thấy cái đường của nó. Giá ở đây thường là khoảng 220 yên cho một lần đi. Thường thì người ta sẽ lên cửa sau và sau đó khi mà xuống thì sẽ xuống bằng cửa trước và mọi người sẽ trả tiền cho tài xế. Ở Kyoto thì cũng không có tàu điện ngầm nhiều, ít line lắm, mà tốt nhất là mọi người nên đi xe buýt rất là thuận tiện.
Mình bắt tram để đi đến khu ngoại ô Kyoto có tên là Arashiyama, cách trung tâm khoảng hơn 10 cây số, đi khoảng 30 phút. Tàu này thì dành cho người bản xứ, nhưng mà du khách cũng đi lại rất là đông vì đây là phương tiện dễ dàng nhất để đi đến khu Arashiyama. Ngồi đến trạm cuối cùng thì xuống xe là đến nơi, ra ngoài thì sẽ có người thu tiền của bạn. Còn bước ra ngoài là một con đường mà hai bên là những ống vải dùng để may trang phục kimono, rất là nhiều màu sắc và có rất nhiều kiểu khác nhau. Ban đêm thì nơi này sẽ trở thành những dải đèn ống rất là lung linh. Tại khu Arashiyama cũng là một cung đường có rất nhiều quán ăn và cửa hàng. Tại đây thì có phần trầm lắng và thoáng đãng hơn trong thành phố. Do là khu vực này nằm dưới chân núi Arashiyama, hay còn gọi là núi Bảo. Và nếu có thời gian thì bạn hãy đến đây để có thể chiêm ngưỡng được cảnh quan thiên nhiên và non nước của cố đô Kyoto nha. Rừng và suối đây rất là đẹp. Ở trên đó thì mọi người có thể đi lên cái gọi là khu vườn khỉ, và mọi người sẽ phải trả cái số tiền đó là 550 yên, là khoảng 120.000 để từ dưới đỉnh thì leo lên 20 phút nữa mới tới được cái khu vườn khỉ. Nhưng mà mình quyết định là đã không đi, mình trả chỉ nhìn khỉ thôi thì có gì đâu coi. Mình tự xem kiến mình đã thích rồi. Buổi tối ở đây thì sẽ có trình diễn những cái con mà chim bói cá. Thì cái đó thì tùy theo mùa, mọi người nên kiểm tra trước với khách sạn trước khi đi tới đây. Ở đây thiên nhiên đẹp lắm. Và đi tiếp bên kia nữa sẽ là rừng trúc. Rừng trúc ở bên này. Mọi người hãy nhìn đi, cảnh ở kia tô rất là đẹp. Bạn cũng đừng quên là hãy thử món kem matcha với rất nhiều trái cây và thạch quả ở bên cạnh con sông có tên là Katsura, để các bạn có thể cảm nhận được không gian bình yên của vùng ngoại ô Kyoto. Rất là nhiều người bỏ lỡ cái khu rừng trúc rất là đẹp này khi mà đi tới Kyoto, bởi vì người ta không biết đường. Đây, mọi người đi ra khỏi cái ga Aizashima gì đó thì đến đây sẽ có một con hẻm dẫn vào khu rừng trúc. Từ đây thì mình đã có thể thấy những cái hàng tre rất đẹp, rất là xanh mát đây. Ở đây có rất là nhiều người bởi vì đây chính là một địa điểm chụp hình rất là lý tưởng cho những nhân vật thích sống ảo. Nếu mà mọi người tới đây thì vẫn có thể đi cái loại xe kéo đặc trưng của người Nhật, thì họ cũng sẽ chở mọi người vào tới đây nếu mà mọi người không biết đường. Rừng trúc Sagano nổi tiếng tại Kyoto. Đa phần thì chúng ta thấy những hình ảnh lung linh về Kyoto đều được chụp tại đây cho những mẫu quảng cáo về du lịch. Đây là một loại trúc được nhập từ Trung Hoa từ thế kỷ thứ 14. Và một điều rất thú vị là những âm thanh vi vu trong trẻo mỗi khi có làn gió thổi qua được chính phủ Nhật Bản đưa vào danh sách là những âm thanh cần được giữ gìn của đất nước này. Bạn có thắc mắc là làm sao đến đây mà có được những tấm hình đẹp hững hờ như thế này không? Thật ra thì thông thường thì bạn không thể chụp được vì nó quá là đông người ở đây. Có một cung đường dành riêng cho những ai đi xe kéo mà khách bộ hành không đi vào được. Nên nếu muốn chụp hình đẹp thì bạn phải chịu khó móc túi chi tiền để đi xe kéo. Và cung đường này sẽ dành riêng cho bạn thôi, tha hồ mà chụp ảnh nhé.
Chiều tối đó thì mình đi ra nhà ga Shinkansen để bắt chuyến tàu đi đến cái điểm đến tiếp theo. Đó chính là nhà ga của Kyoto. Từ Kyoto đi tới Osaka rất là đơn giản luôn. Và nó là đi du lịch Nhật Bản rất là dễ. Nó dễ hơn Trung Quốc rất là nhiều. Bởi vì hầu như là tiếng Anh ở mọi nơi, mọi người thấy nè. Không phải như bên Trung Quốc đâu, rất là khó. Ở đây thì phương tiện di chuyển này nọ cũng rất là đơn giản. Bởi vì hệ thống của nó không có phức tạp như là ở Trung Quốc. Đây. Bây giờ thì từ Osaka mình sẽ đi tàu nhanh tới từ Kyoto mình sẽ đi tàu nhanh tới Osaka. Và giá vé thì chỉ có 560 yên thôi. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới để bắt tàu. Đất nước Nhật Bản còn rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta khám phá nữa. Thậm chí là Kyoto này mình sẽ còn ra rất nhiều những tập tiếp theo để cùng khám phá đất nước Phù Tang. Xin chào và hẹn gặp lại.